khán giả và các bạn đã đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Thưa quý vị và các bạn, để có thể chinh phục được đỉnh Olympia, mỗi thí sinh đến với chương trình đều phải sử dụng kiến thức của mình để làm phương tiện. Có bạn điều khiển phương tiện của mình đi rất nhanh, tuy nhiên cũng có bạn đi từng bước một, chậm mà chắc. Đã đến với cuộc thi của chúng tôi thì tất cả các thí sinh đều sẽ về được đích, tuy nhiên chỉ có một người duy nhất, người sử dụng phương tiện của mình một cách hiệu quả nhất sẽ giành được chiếc vòng nguyệt quế của chương trình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 4 bạn học sinh, 4 vận động viên leo núi của chương trình tuần 2 tháng thứ 2. Năm Olympia thứ 11 cùng với biên tập viên Khắc Cường, xin mời. Thưa quý vị, thật tuyệt vời khi chúng ta lại được sống trong bầu không khí sôi động của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Sự sôi động đó bao giờ cũng được tạo ra bởi các bạn thí sinh tham dự chương trình. Họ chính là niềm tin và là hy vọng của các vận động viên. Hành trình leo núi đến đỉnh Olympia bao giờ cũng đầy khó khăn và nhiều thử thách. Nhưng chắc chắn là với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình thì các nhà leo núi của chúng ta đã sẵn sàng để chinh phục chiến thắng. Và ngay sau đây sẽ là 4 nhà leo núi xuất hiện trong chương trình hôm nay. Vâng, chúng ta cùng chào đón bạn Nguyễn Bảo Đạt đến từ trường trung học phổ thông Bình Sơn, Quảng Ngãi. Bạn Vũ Đình Bảo đến từ trường trung học phổ thông Lộc Thái, Bình Phước. Bạn Phạm Đình Ngọc Oanh đến từ trường trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng. Và cuối cùng là bạn Nguyễn Minh Ngọc đến từ trường trung học phổ thông Ngọc Hồi, Hà Nội. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Nguyễn Bảo Đạt đến từ trường trung học phổ thông Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Kính chào các thầy cô giáo và các bạn và quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Bảo Đạt, học sinh lớp 11A1 trường trung học phổ thông Bình Sơn. Hôm nay em rất vui là đã được tham gia chương trình Olympia và em đến đây với tinh thần vui chơi và chạy hết mình cố gắng về đích, rất mong được sự ủng hộ của khán giả cho em và ban giám khảo cùng chơi. Tiếp theo sẽ là bạn Vũ Đình Bảo đến từ trường trung học phổ thông Lộc Thái, Bình Phước. Xin kính chào quý vị khán giả, em tên là Vũ Đình Bảo, học sinh lớp 12-1 trường trung học phổ thông Lộc Thái, Bình Phước. Hôm nay em đến đây để cùng với ba bạn cùng chơi chinh phục đỉnh Olympia với hành trang là kiến thức và phương tiện là niềm tin của mọi người, sự cố gắng của chính mình và không thể thiếu sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả. Cảm ơn. Đoàn leo núi của chúng ta ngày hôm nay gồm 2 bạn nam và 2 bạn nữ. Và ngay bây giờ sẽ là bạn nữ đầu tiên của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, đó là bạn Phạm Thị Ngọc Oanh đến từ Hải Phòng. Ai hỏi tớ tớ học trường nào đây? Tớ trả lời ngay rằng Tiên Lãng phổ thông. Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Em là Phạm Thị Ngọc Oanh đến từ lớp 12A2 trường trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng. Rất mong nhận được sự cổ vũ của quý vị và tất cả các bạn ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Nguyễn Minh Ngọc đến từ trường trung học phổ thông Ngọc Hồi, Hà Nội. Xin kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn. Em tên là Nguyễn Minh Ngọc, học sinh lớp 11A1 trường trung học phổ thông Ngọc Hồi, Hà Nội. Rất vinh dự cho em hôm nay được tham dự chương trình đường lên đỉnh Olympia. Rất mong được sự cổ vũ của quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bạn dành cho cả 4 người chơi chúng em. Và cùng đến với chúng ta ngày hôm nay còn có một phần lớn các bạn cổ động viên đến để ủng hộ cho 4 bạn thí sinh. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với trường quay S9. Ngay sau đây sẽ là phần thi khởi động của 4 bạn. Điều gì khiến một chiếc TV trở nên hấp dẫn? TV mở ra một thế giới của những cuộc phiêu lưu kỳ thú, thiên nhiên vô tận và những bí ẩn muôn màu. Cùng trải nghiệm sự bao la, cùng khám phá sự bất tận. Hãy cảm nhận từng sắc màu lung linh của cuộc sống với thế hệ TV Full LED siêu mỏng của LG. LG Infinia, cuộc sống là vô tận. Đầu tiên sẽ là phần thi khởi động. Trong vòng 1 phút, mỗi học sinh khởi động với tối đa 10 câu hỏi thuộc 10 lĩnh vực: toán, lý, hóa, sinh, văn, sử địa, thể thao, nghệ thuật, lĩnh vực khác hiểu biết chung, tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Những thử thách đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ dành cho bạn Nguyễn Bảo Đạt đến từ trường trung học phổ thông Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bạn Đạt thân mến, bây giờ cảm xúc của bạn thế nào ạ? Dạ, em thấy hơi run. Đây là lần thứ mấy bạn ra Hà Nội ạ? Dạ, đây là lần đầu tiên ạ. Vâng, bạn cảm giác Hà Nội ở trong những ngày hè như nào thưa bạn? Dạ, thời tiết là khá đẹp. Món ăn Hà Nội mặc dù không hợp khẩu vị cho lắm nhưng mà vẫn rất là ngon. Tức là bạn đang ăn bằng tâm hồn rồi, ăn bằng những trang sách của những nhà thơ, nhà văn trước đây viết về Hà Nội phải không ạ? Em mình bình tĩnh. Bây giờ bạn đã bình tĩnh hơn chưa? Dạ, đã hơn ạ. Bạn chờ đợi những câu hỏi của mình trong phần thi tới với điểm số bao nhiêu ạ? Dạ, em thì khoảng trên 10 là mừng rồi. Hy vọng là bạn sẽ giành được điểm số thật cao ở trong phần thi khởi động để qua đó có được càng lúc càng sự tự tin tốt hơn. Vâng, xin chúc bạn thành công với những câu hỏi đầu tiên của mình chương trình ngày hôm nay. Em cảm ơn anh Khắc Cường ạ.
Chúng ta sẽ bắt đầu phần thi khởi động của bạn Nguyễn Bảo Đạt ngay sau đây. Việt Nam thuộc múi giờ số 3. Số 7. Khi quân Pháp tiến quân tấn công Hà Nội lần thứ 2 năm 1882, ai là người chỉ huy giữ thành Hà Nội? Tổng đốc Hoàng Diệu. Hoàng Diệu chính xác, bạn ghi được 10 điểm đầu tiên. Quá trình nào của cây quyết định lớn nhất đến năng suất của cây trồng? Bao qua. Quá trình quang hợp. Nhạc cụ truyền thống nổi tiếng của người Tây Ban Nha là đàn? Đàn guitar. Đàn guitar, bạn ghi thêm được 10 điểm, xin chúc mừng. Vị thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp thường mang theo cung bạc và cây đàn lyre là thần? Thần Mặt Trời. Là thần Apollo. Tốc độ biến đổi của một vật rơi tự do bằng trọng lượng của vật? Bỏ qua. Đáp án là động lượng. What is another name for what the Americans call a cell phone? Mobile phone. Chính xác, bạn ghi thêm được 10 điểm. Khi tồn tại dạng hợp chất, các kim loại kiềm có số oxy hóa là? Nhiều màu. Chính xác, 10 điểm nữa dành cho bạn. Tháng 4 năm 2010, Festival Trái Cây lần thứ nhất được tổ chức tại Mỹ Tho. Và bạn lại ghi thêm được 10 điểm. Như vậy là sau phần thi khởi động, bạn Nguyễn Bảo Đạt đã trả lời được 5 trên tổng số là 9 câu hỏi. Và bạn có một số điểm rất cao ở phần thi khởi động này, đó là 50 điểm. Xin chúc mừng bạn Đạt. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ gặp gỡ với bạn Vũ Đình Bảo đến từ trường Trung học Phổ thông Lộc Thái, Bình Phước. Xin chào bạn Bảo. Bạn là một người có tính cách thật thà, rất ít khi nói dối, rất hiền lành, mừng hoặc và rất có duyên. Và bạn bè còn nhận xét bạn một nickname khác nữa là thằng chùm sò, đúng không ạ? Bạn có thể giải thích vì sao lại có nickname này không ạ? Dạ, cái này là cũng là do từ mẹ em ạ. Em ngày xưa thì rất thích tiền và hay bỏ vô ống heo. Và em rất là tiết kiệm là, nên thường là mẹ cứ hay giả bộ là mượn tiền mà em là không cho, nên mẹ kêu là thằng chùm sò. Vâng, tiết kiệm là một đức tính rất tốt đấy ạ. Bạn rất thích nghịch máy tính. Dạ. Ngoài việc thích máy tính ra thì em cũng có sở trường là có thể ăn rán ạ. Em nói là ăn rán có nghĩa... ăn rán đấy ạ. Là... À, ăn ráng ạ. Ráng, cố gắng ăn. À, vâng. Vâng. Trong bữa cơm gia đình á, thường là buổi chiều thì thức ăn còn ít lại thì em sẽ cố gắng ăn cho hết. À, không để bỏ thừa đó bỏ sót. Đó cũng là một trong những đức tính tiết kiệm đấy ạ. Bạn thấy mình không có duyên với những cuộc thi lớn á. Dạ. Bạn đã tham gia những cuộc thi nào rồi? À, em tham gia các cuộc thi học sinh giỏi của huyện thì được kết quả cao, còn các cuộc thi của tỉnh thì thường dừng lại. Vâng, và đến ngày hôm nay thì bạn đã đứng ở sân khấu của S9. Cả nước đang theo dõi bạn. Bạn cảm giác như thế nào? Cảm giác của em bây giờ có thể nói thành hai chữ là lộn xộn. Lộn xộn. Dạ. Vâng. Và tôi mong là bạn sẽ sắp xếp lại cảm xúc của mình một chút. Dạ. Để chúng ta có một tâm trạng thật là bình tĩnh, thật là thoải mái trước khi bắt đầu phần thi khởi động. Dạ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên phần thi khởi động của bạn Vũ Đình Bảo ngay sau đây. Phân lân là loại phân bón phải chứa nguyên tố hóa học nào? Kali. Phốt pho mới là đáp án chính xác. Thành phố đầu tiên ở vùng Tây Bắc nước ta là thành phố? Bỏ qua. Thành phố Điện Biên Phủ. Ông già Bến Ngự là biệt danh của nhà cách mạng nào? Phan Bội Châu. Phan Bội Châu, chính xác, bạn đã ghi được 10 điểm. Bộ phim hoạt hình nổi tiếng của điện ảnh Mỹ đã giành được 7 giải Oscar xoay quanh câu chuyện của một chú chuột và một chú mèo ạ. Tom and Jerry. Tom and Jerry, vâng, bạn ghi thêm được 10 điểm nữa. Quá trình hô hấp ở thực vật nếu không có oxy sẽ diễn ra theo hướng nào ạ? Bỏ qua. Diễn ra theo hướng lên men. Quảng trường nào ở châu Á tên có ý nghĩa là cửa bình yên trên trời? Bỏ qua. Thiên An Môn là đáp án chính xác. What does MTV stand for? Music. Music Television mới là đáp án chính xác. Nhân vật nào trong tiểu thuyết Tắt Đèn đã thể hiện tâm lý sùng ngoại, đua đòi rốt nát qua câu đồng hồ Tây làm ra có bao giờ sai? Đáp án của chương trình đó chính là Nghị Quế á. Như vậy là sau 8 câu hỏi đầu tiên của phần thi khởi động, bạn Vũ Đình Bảo đã ghi được 20 điểm. Xin chúc mừng bạn. Vâng, dù cao hay thấp thì số điểm mà các bạn thí sinh đã giành được trong phần thi khởi động luôn là rất quan trọng, bởi nó sẽ là tạo đà tâm lý cho các bạn ở trong những phần thi tiếp theo. Và phía trước chúng ta là phần thi khởi động của bạn Phạm Thị Ngọc Oanh đến từ trường Trung học Phổ thông Tiên Lãng Hải Phòng. Bạn có nói với chúng tôi là bạn thích đua xe đạp. Vậy bạn đã từng tham gia vào một cuộc đua xe đạp nào chưa?
Dạ, em chỉ tham gia cuộc đua nghiệp dư thôi. Nếu mà đi trên đường mà em cảm thấy ai đi xe nhanh là em có thể đua xe với người ta. À, tức là trên đường đi học về hoặc trên đường đi chơi ạ. Tôi có thể thấy một tính cách rất là hiếu thắng á, rất hiếu thắng. Nhưng mà tôi thấy là trên đường bây giờ có rất nhiều người đi xe đạp, vậy thì bạn cứ muốn lần lượt vượt qua hết người này đến người khác, có khi nào mà đạt tốc độ đến quá cao mà gây nguy hiểm cho mình, bạn có nghĩ như vậy không ạ? Dạ không ạ, trên đường thì cũng thỉnh thoảng ấy có những người ta đạp nhanh nữa, còn đâu thì người ta đều đạp từ từ để thưởng thức phong cảnh ạ. Tức là cuộc đua đến một cách tự phát và tùy đối tượng phải không ạ? Dạ vâng. Bạn đã bao giờ thử đua xe đạp với một bạn trai ở phía trước mình ạ, mà bạn muốn vượt lên bạn ấy không ạ? Hầu như những người em đua toàn là con trai rồi. Vâng, bạn rất đặc biệt. Hồi lớp 9 thì bạn đã có một bài thơ giành được giải nhất trong một cuộc thi. Vậy bạn có thể chia sẻ với chúng tôi bài thơ mà bạn đã đạt giải đó không ạ? Bài thơ có tựa đề là Điều Tôi Sợ. Em có thể đọc một đoạn đầu tiên ạ. Tôi sợ dưới đây tôi sẽ lớn, sang ngôi trường in dấu tuổi thơ tôi, nơi dạy tôi những bài học đời đời, là thiên đường, nâng cánh bao ước vọng. Rồi may đây khi giữa dòng cuộc sống, sẽ còn ai ép bướm cánh phượng hồng, giữa sân trường ngồi thả hồn mơ mộng, và trầm tư suy nghĩ chuyện mông lung. Ngay sau đây bạn Ngọc Anh thân mến, bạn sẽ bắt đầu phần thi khởi động nhé. What is the top part of the outside of a house called? Roof. Roof, chính xác, bạn được 10 điểm đầu tiên. Loại đá nào được hình thành chủ yếu từ xác của các loài động vật? Đá mùn. Đá vôi mới là đáp án của chúng tôi. Đây là một cách gọi khác của đàn bầu. Bỏ qua. Độc huyền cầm. Đối với động vật, tiêu hóa ở miệng và dạ dày là tiêu hóa. Tiêu hóa ở ruột là tiêu hóa. Bỏ qua. Cơ học và hóa học. Giải thưởng Nobel về toán học lần đầu tiên được trao cho nhà bác học nào? Không có giải thưởng Nobel cho toán học ạ. Chính xác, bạn ghi thêm được 10 điểm. Bài thơ Đây Mùa Thu Tới của Xuân Diệu được mở đầu bằng hình ảnh của loại cây nào? Cây liễu. Cây liễu, vâng. 10 điểm nữa dành cho bạn. Đơn vị của cường độ sáng là gì? Candela. Lux mới là đáp án chính xác. Mọi hàm số trên một đoạn đều có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó. Hàm số đồng biến ạ. Đáp án của chúng tôi là hàm số liên tục. Và như vậy sau phần thi khởi động, bạn Ngọc Anh đã trả lời được 3 câu hỏi trên tổng số là 8 câu. Chính vì vậy số điểm mà bạn đạt được đó chính là 30 điểm. Xin chúc mừng bạn Ngọc Anh. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi sẽ là người phỏng vấn bạn Nguyễn Minh Ngọc ạ. Bạn Ngọc ơi, bạn có rất là nhiều nickname đúng không ạ? Nhưng dạ, mà vâng. Dường như tất cả các nickname đều có một điểm chung. Vâng. Bạn có thể tiết lộ những nickname của mình cho những khán giả đang xem truyền hình không ạ? Em có một nickname từ hồi tiểu học, đó là Mít ạ. Nickname hồi cấp 2 các bạn hay gọi là Lùn ạ. Nickname bây giờ thì các bạn gọi là Tóc Ngắn ạ. Tất cả các nickname đều hầu như là liên quan đến ngoại hình của em ạ. Vâng, bạn có một tính cách vui vẻ. Vâng. Không dễ hòa đồng, nhưng nếu gặp người hợp cạ thì sẽ bắt chuyện ngay. Tức là như thế nào là hợp cạ? Ví dụ như là hôm em đã gặp bạn Oanh ngay hôm đầu tiên khi đến chương trình ạ. Và nói chuyện với bạn Anh rất là hợp ạ. Thì em rất là cảm thấy rất là dễ hòa đồng với bạn. Và hai bạn Đạt, bạn Bảo tuy là chưa nói chuyện nhiều, nhưng em cũng cảm thấy hai bạn cũng rất là cởi mở và dễ thương. Bạn rất là thích ca sĩ Mỹ Linh. Vâng. Kiểu tóc kiểu của tóc. Em vâng. Đúng rồi, tôi cũng có thể nhìn thấy điều đó từ kiểu tóc của bạn ạ. Và bạn có thích hát không ạ? Em rất thích hát ạ. Vâng, và tôi còn nhớ là bạn có một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Đấy là một người bạn của bạn tên là Yến đúng không ạ? Năm ngoái đã đi thi đường lên đỉnh Olympia 10. Và trong cuộc thi đó thì bạn đã xung phong lên hát một bài. Sau đó thì bạn đã tặng một chiếc áo kỷ niệm của chương trình. Vâng ạ. Vâng, và hồi đó bạn đã hát bài gì thế ạ? Hôm đó em hát bài Cry on My Shoulder. Bây giờ trước khi bắt đầu phần khởi động của mình, bạn có muốn hát một bài hát không ạ? Yeah, em muốn hát bài Mùa Hè Yêu Thương ạ. Gửi vâng. Tặng cho tập thể lớp của em ạ. Vâng, và xin một tràng pháo tay dành cho Mùa Hè Yêu Thương. Sẽ trông còn những khi băng khoang, nghe hè về trống vắng, phường buồn ngập tràn lối đi, giọt nước mắt rớt khẽ bờ mi, làn môi thấm chưa tràn nỗi niềm, luyến thương ngày cách xa, từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ. Nhớ rồi quên, bao năm tháng dịu êm, giờ chỉ là gì vỡ.
Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân và từ biệt mãi trường. Tôi không biết phải nói lời gì để diễn tả được cảm xúc của mình sau khi là nghe giọng hát của bạn Minh Ngọc. Quả thật là một giọng hát rất đẹp ạ. Những tràng pháo tay của khán giả cũng đã cho bạn Ngọc biết là bạn đã giành được một sự ủng hộ rất lớn từ phía những cổ động viên của mình. Và bây giờ bạn đã sẵn sàng cho phần thi khởi động chưa? Em đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Loại chim nào thường được huấn luyện để đưa thư? Bồ câu. Chính xác, bạn ghi được 10 điểm đầu tiên. Bề mặt trao đổi khí của sinh vật thay đổi như thế nào khi sinh vật hoạt động mạnh thêm? Mở rộng. Bề mặt trao đổi khí tăng. Cuộc đua marathon dài bao nhiêu km? 30 km. 42 km mới là đáp án đúng ạ. Loại đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là đất? Phù sa. Đất phèn ạ. Thiết bị dùng biến đổi điện năng thành cơ năng là gì? Bỏ qua. Đó là động cơ điện. Ngày 19 tháng 5 năm nay là kỷ niệm 120 năm. 120 năm ngày sinh Bác Hồ. Chính xác, bạn ghi thêm được 10 điểm. Cân bằng điện ly là loại cân bằng nào? Không bền. Cân bằng động. Một khối đa diện được phân chia thành nhiều khối đa diện nhỏ thì thể tích của nó bằng? Tổng. Tổng thể tích của các khối đa diện nhỏ đó ạ. Vâng, 10 điểm nữa dành cho bạn. Who writes for newspapers and magazines? Bỏ qua. Đáp án là journalist. Người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện. Vâng, bạn ghi thêm được 10 điểm. Sau 10 câu hỏi của phần thi khởi động, bạn Minh Ngọc đã giành được số điểm là 40 điểm với 4 câu trả lời đúng. Xin chúc mừng bạn. 4 bạn thí sinh đã bước những bước đi đầu tiên trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia. Các số điểm 20, 30, 40 và 50 cho thấy đang có một cuộc cạnh tranh sít sao và một cuộc bám đuổi có thể nói là quyết liệt giữa các bạn thí sinh. Và bây giờ trước khi đến với phần thi vượt chướng ngại vật, chúng ta sẽ cùng nhìn lại số điểm mà các bạn thí sinh đã giành được sau phần thi đầu tiên. Vào lúc này bạn Đình Bảo đang có 20 điểm, bạn Ngọc Anh đang có 30 điểm, Minh Ngọc đang có 40 điểm và đang tăng thời dẫn đầu là bạn Bảo Đạt với 50 điểm. Để chúc mừng các bạn. Khi còn thơ ấu, trong lúc hướng dẫn tôi cách quan sát thế giới xung quanh, ông tôi đã dạy tôi cách khám phá tiềm năng trong mọi thứ quanh mình, cho dù đang sống ở đâu. Bạn có thấy một thế giới đầy tiềm năng? Với 145 năm kinh nghiệm, HSBC giúp bạn tận dụng mọi tiềm năng trên thế giới. HSBC, ngân hàng toàn cầu, am hiểu địa phương. Sau đây sẽ là phần thi vượt chướng ngại vật. Sẽ có 10 gợi ý, 4 học sinh sẽ cùng trả lời tối đa 8 từ hàng ngang, cũng chính là 8 gợi ý để tìm ra một chướng ngại vật của chương trình. Học sinh trả lời đúng mỗi từ hàng ngang được 10 điểm. Gợi ý thứ 9, các chữ cái trong chướng ngại vật nếu có trong từ hàng ngang sẽ sáng lên, thời gian suy nghĩ 15 giây một câu. Học sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng chướng ngại vật trước khi bắt đầu từ hàng ngang thứ 3 được 80 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật trước gợi ý cuối cùng của chương trình được 40 điểm. Trả lời sau gợi ý cuối cùng của chương trình chỉ được 20 điểm. Nếu trả lời sai chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Xin chào mừng quý khán giả và các bạn đến với phần thi vượt chướng ngại vật, phần thi thứ hai của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Các bạn thân mến, phía bên tay trái của tôi là 8 từ hàng ngang, cũng chính là 8 từ gợi ý cho chướng ngại vật của chúng ta ngày hôm nay. Và các bạn hãy lưu ý, chướng ngại vật ngày hôm nay sẽ có 16 chữ cái. Mỗi bạn sẽ có 2 lượt lựa chọn ô hàng ngang. Và mỗi ô hàng ngang các bạn sẽ được suy nghĩ trong vòng 15 giây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn ô hàng ngang thứ nhất của bạn Nguyễn Bảo Đạt đến từ trường Trung học phổ thông Bình Sơn, Quảng Ngãi. Em xin chọn từ hàng ngang số 1. Vâng, từ hàng ngang số 1, 6 chữ cái. Sinh học là một môn khoa học về sự sống bắt nguồn từ Hy Lạp, với bios là sự sống và logos là... Chúng ta có thể thấy là không có bạn nào trả lời được câu hỏi ô hàng ngang đầu tiên này. Chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn thứ hai của bạn Vũ Đình Bảo đến từ trường Trung học phổ thông Lộc Thái, Bình Phước. Bạn sẽ lựa chọn cho mình ô hàng ngang số mấy? Chị em xin chọn ô hàng ngang số 2. Vâng, ô hàng ngang số 2 ạ, 6 chữ cái. Từ nào còn thiếu trong bài hát sau? Chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, về ngày xa xưa ở bên ngôi, về ngày hôm nay với bao ước vọng. Thank you.
câu hỏi này, bạn Bảo Đạt và bạn Minh Ngọc đều đưa ra đáp án là trường, trong khi đó bạn Đình Bảo lại đưa ra đáp án là lớp học. Đáp án chính xác của chúng tôi đó chính là trường. Xin chúc mừng bạn Bảo Đạt và bạn Minh Ngọc, mỗi bạn sẽ ghi thêm cho mình 10 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với sự lựa chọn tiếp theo của bạn Phạm Thị Ngọc Oanh đến từ trường phổ thông trung học Tiên Lãng, Hải Phòng. Em thưa chị là em chọn hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 với 6 chữ cái, từ nào còn thiếu trong bài hát sau? Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ ơi, mấy mùa không ngủ. Cả bốn bạn đều có chung một đáp án, đó là Tổ quốc. Và xin chúc mừng các bạn, bạn Phạm Thị Ngọc Anh sẽ giành được cho mình 15 điểm, trong khi ba bạn còn lại mỗi người sẽ được cộng thêm 10 điểm. Xin chúc mừng. Sự lựa chọn tiếp theo sẽ đến với bạn Nguyễn Minh Học. Bạn Nguyễn Minh Học thân mến, bạn sẽ lựa chọn từ hàng ngang số mấy ạ? Thưa chị, em chọn từ hàng ngang số 8 ạ. Từ hàng ngang số 8 có 7 chữ cái. Từ này dùng để chỉ việc bắt buộc phải làm với xã hội, với người khác mà pháp luật hay đạo đức quy định. Bạn Bảo Đạt, Ngọc Oanh và Minh Ngọc đều đưa ra đáp án là nghĩa vụ, trong khi đó bạn Đình Bảo lại đưa ra đáp án là chuẩn mực. Rất tiếc cho bạn Đình Bảo vì bạn đã không ghi được điểm ở trong câu trả lời này. Và ba bạn còn lại xin chúc mừng ba bạn đã đưa ra được đáp án chính xác. Bạn Minh Ngọc sẽ giành được cho mình 15 điểm ạ, và hai bạn còn lại mỗi bạn sẽ ghi thêm 10 điểm. Xin mời bạn Minh Ngọc, bạn đã tìm ra được chướng ngại vật của chương trình đúng không? Vâng. Và câu trả lời của bạn là? Xem... chướng ngại vật hôm nay đó là giáo dục quốc phòng. Trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 thì bạn Minh Ngọc là cổ động viên của bạn Hải Yến. Và ngày hôm nay trong cuộc thi năm thứ 11 thì Hải Yến lại là cổ động viên của bạn Minh Ngọc. Và ngay bây giờ thì Hải Yến đang ngồi cạnh tôi đây. Một đáp án được đưa ra rất nhanh. Hải Yến, em đã có kinh nghiệm trong phần thi này rồi. Vậy theo em thì điều cần thiết ở trong phần thi này là chúng ta phải có những điểm gì để có thể có được một đáp án chính xác? Em thưa anh, theo em thì cái điều cần nhất ở đây là phải biết kết nối những gợi ý của chương trình đưa ra, và đồng thời là phải suy nghĩ kỹ lưỡng, tại vì nếu mà trả lời nhanh và vội vàng thì rất có thể là cơ hội của chúng ta sẽ bị tuột mất. Và với một người như Minh Ngọc, một người bạn thân của em, thì em tin vào cái sự chắc chắn của bạn ấy ạ. Em có thể gợi nhớ cho khán giả biết là năm ngoái em đã có một lần nào mở thành công từ chướng ngại vật không ạ? Dạ, đó là từ sắc màu ạ. Nhưng mà em rất là tiếc khi mà cái câu trả lời đấy đúng, nhưng mà bạn Tuấn thi với em đã kịp đưa ra câu trả lời chướng ngại vật của chương trình ạ. Tốc độ có phải là một lời khuyên mà bạn đã dành cho bạn Minh Ngọc trước khi đến với chương trình hôm nay không ạ? Theo em thì tốc độ luôn là một trong những yếu tố cần của mỗi một cuộc thi, nhưng mà bên cạnh tốc độ còn có sự chắc chắn, và em nghĩ là Minh sẽ có đủ hai yếu tố đấy ạ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem đáp án của Thanh Vân để xem là đáp án của bạn Minh Ngọc có chính xác hay không. Chúng ta đã vừa lắng nghe đáp án của bạn Minh Ngọc, đó là giáo dục quốc phòng. Và chướng ngại vật mà chúng tôi đưa ra gồm có 16 chữ cái. Giáo dục quốc phòng cũng có 16 chữ cái ạ. Đó là một đáp án chính xác. Bạn Nguyễn Minh Ngọc đã giành được cho mình thêm 40 điểm sau phần thi vượt chướng ngại vật. Giáo dục quốc phòng là một môn học được dạy ở trong các trường phổ thông, trung học, đại học, cao đẳng và trung cấp. Quân đội là nòng cốt của lực lượng quốc phòng, và cũng chính quân đội cũng sẽ cử những sĩ quan của mình đến các trường để giảng dạy ạ. Và các bạn sẽ có chứng chỉ về quốc phòng sau khi học xong môn này. Các bạn cũng biết là học giáo dục quốc phòng là một trong những nghĩa vụ của chúng ta, và biết những kiến thức về giáo dục quốc phòng là một điều rất cần thiết đúng không ạ? Chính đáp án giáo dục quốc phòng đã đem đến cho bạn Nguyễn Minh Ngọc 40 điểm, và chúng ta cùng chúc mừng bạn đã vượt qua vòng thi vượt chướng ngại vật một cách xuất sắc.
Một chướng ngại vật không phải là dễ dàng, nhưng trong phần thi vừa rồi thì bạn Minh Ngọc đã xuất sắc vượt qua chướng ngại vật, là người đầu tiên đã vượt qua chướng ngại vật đó để giành được một số điểm rất cao và qua đó tạo ra được một cú bứt phá quan trọng cho mình trở trong cuộc thi ngày hôm nay. Bây giờ đây thì Minh Ngọc đang có lợi thế rất lớn, nhưng cơ hội vẫn được dành cho cả ba bạn còn lại, và chúng ta sẽ cùng xem số điểm mà các bạn bây giờ giành được là bao nhiêu. Vào lúc này bạn Đình Bảo đang có được 30 điểm, bạn Ngọc Anh đang có 55 điểm, bạn Bảo Đạt đang có 80 điểm và đang tạm thời dẫn đầu là bạn Minh Ngọc đang có 115 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thi tăng tốc. Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi trong đoạn băng với độ khó giảm dần. Thời gian suy nghĩ 30 giây, 4 học sinh cùng trả lời bằng máy tính. Học sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ ba được 20 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm. Xin chào quý vị và các bạn đến với phần thi thứ 3 của chương trình ngày hôm nay, phần thi tăng tốc. Đến với vòng thi tăng tốc, tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đều đang rất hồi hộp và chắc chắn là ở vòng thi này các bạn sẽ ghi được những số điểm rất cao. Sau vòng thi này, có thể cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của phần thi tăng tốc. Các bạn hãy tìm hình phù hợp để hoàn thành chuỗi hình sau. Chúng ta có 5 đáp án cho sẵn: A, B, C, D và E. Ta thấy có 2 bạn đưa ra đáp án D là bạn Minh Ngọc và bạn Ngọc Oanh. Bạn Đình Bảo đưa ra đáp án C và bạn Bảo Đạt đưa ra đáp án là A. Bạn Minh Ngọc, bạn có thể giải thích vì sao bạn chọn đáp án D không ạ? Em nhận thấy là mỗi hình ở trên cùng là đều có tính đối xứng. Ở hàng dọc thứ 3 ta nhìn thấy trục đối xứng là theo chiều dọc ta bỏ đi ở bên phải và bên trái lần lượt sẽ được hình thứ 2 và hình thứ 3 của hàng dọc thứ 3. Ở hàng dọc thứ 2 thì đối xứng theo chiều ngang, ta bỏ đi phần trên và phần dưới, lần lượt sẽ được hình thứ 3. Và đến hàng dọc đầu tiên là đối xứng theo chiều dọc, ta bỏ đi lần lượt bên phải, bên trái sẽ được các hình tiếp theo. Nên em chọn phương án D. Vâng, và với đáp án D cùng với cách giải thích của bạn Ngọc, bạn đã ghi được cho mình 40 điểm. Xin chúc mừng bạn. Cùng có câu trả lời giống bạn Ngọc, đó là bạn Ngọc Anh. Bạn Ngọc Anh sẽ giành được cho mình 30 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 của phần thi tăng tốc. Các bạn hãy cho biết đây là loài cây gì? Vâng, bạn Đình Bảo đưa ra đáp án là bonsai, bạn Bảo Đạt đưa ra đáp án là tùng, bạn Ngọc Oanh đưa ra đáp án là phong và phượng là câu trả lời của bạn Minh Ngọc. Tuy nhiên, cả 4 câu trả lời này đều không phải là đáp án của chương trình ạ. Chúng tôi đưa ra đáp án cuối cùng đó là cây lộc vừng. Ở sau câu hỏi này thì chưa bạn nào ghi được điểm. Và chính vì vậy nên chúng ta sẽ cùng tăng tốc với câu hỏi thứ 3. Hình nào còn thiếu ở trong ô vuông trên? Chúng ta có 4 đáp án là A, B, C và D. Có 2 bạn đưa ra đáp án C, đó là bạn Ngọc Oanh và bạn Minh Ngọc. Bạn Đình Bảo đưa ra đáp án B và bạn Bảo Đạt đưa ra đáp án là D.
Và bạn Ngọc Anh thân mến, tôi muốn hỏi là vì sao bạn lại chọn cho mình đáp án là C? Thì em thấy là ở cột thứ ba là thiếu hình vầng trăng khuyết ạ. Nên là em sẽ chọn hình C ạ. Chỉ đơn giản là như vậy thôi ạ. Dạ vâng. Quy luật của chúng ta thì không đơn giản như thế. Nếu như các bạn chọn đáp án C, hàng thứ tư sẽ giống với hàng thứ nhất nhưng mà ngược lại. Và hàng thứ ba sẽ giống với hàng thứ hai nhưng cũng ngược lại. Vì ở hình này, hình C và hình D giống nhau cho nên những bạn nào trả lời đáp án là C và D đều được điểm ạ. Bạn Ngọc Anh ghi được cho mình 40 điểm, bạn Minh Ngọc ghi được 30 điểm và bạn Bảo Đạt 20 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Sẽ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng ở phần thi tăng tốc và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi này ngay bây giờ. Các bạn hãy cho biết ông là ai? Anh đưa ra đáp án là Văn Cao, bạn Minh Ngọc đưa ra đáp án là Phạm Tuyên, Phong Nhã là đáp án của cả hai bạn Bảo Đạt và Đình Bảo. Ở câu hỏi này, đáp án chính xác của chương trình đó là đáp án của bạn Minh Ngọc. Xin chúc mừng bạn Minh Ngọc. Và bạn Minh Ngọc giành thêm cho mình 40 điểm ở phần thi này. Vâng thưa quý vị, lại thêm một phần thi nữa đã trôi qua và phía trước chúng ta chỉ còn một phần thi nữa thôi để xác định xem ai là người chiến thắng. Hiện nay sau 3 phần thi đầu tiên thì Minh Ngọc vẫn đang là người có được lợi thế khi bạn vẫn đang có được những câu trả lời rất chính xác và sự bình tĩnh tự tin vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại số điểm của các bạn thí sinh sau 3 phần thi đầu tiên. Với lúc này bạn Đình Bảo vẫn đang có được 30 điểm, bạn Bảo Đạt đang có 100 điểm, bạn Ngọc Anh đang có 125 điểm và đang dẫn đầu là bạn Minh Ngọc với 225 điểm. Xin được chúc mừng bạn. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với phần thi về đích. Các câu hỏi nằm trong các gói câu hỏi có điểm số 40, 60, 80 điểm với thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 15 và 20 giây. Mỗi học sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Học sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó. Nếu trả lời sai thì một trong ba học sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Trả lời đúng giành được điểm, trả lời sai sẽ bị trừ nửa số điểm của câu hỏi. Mỗi học sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi. Quý vị khán giả và các bạn đã đến với vòng thi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, vòng thi về đích. Và như vậy, sau 3 phần thi trước thì các bạn của chúng ta đã đạt được những điểm số rất cao. Và bây giờ là lúc chúng ta có thể biết được ai sẽ là chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế chỉ sau một phần thi cuối cùng này nữa thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bạn Nguyễn Bảo Đạt đến từ trường Trung học Phổ thông Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ở trong bản đăng ký bạn có viết là có một sở thích rất đặc biệt, đấy là bạn thích đánh nhau. Yeah. Đặc biệt là những lúc căng thẳng nó sẽ làm bạn giảm stress. Yeah. Và tôi cảm thấy rất lo lắng cho bạn Đình Bảo ạ. Vâng, nhìn bạn rất hiền, tôi không thể nghĩ được là bạn lại thích đánh nhau. Dạ, yeah, em thấy đánh nhau có thể giúp mình giải trí. Giải trí? Nhưng mà bạn có thể gây thương tích cho người khác ạ. Em đánh lòng giận ạ. Em nói rõ là đánh giận, em không đánh thiệt. Ở thời điểm này, bạn có muốn tâm sự điều gì với những người đang xem truyền hình không? Em sẽ cố gắng hết sức. Và bây giờ bạn đã sẵn sàng cho phần thi về đích của mình chưa? Dạ, nếu bạn sẵn sàng rồi thì xin mời bạn bước về phía trước. Vâng, và chương trình có 3 gói điểm dành cho bạn. Gói 40 điểm, gói 60 điểm, gói 80 điểm cùng với một ngôi sao hy vọng. Bạn sẽ chọn cho mình gói điểm là bao nhiêu? Em xin chọn gói 60 điểm. Vâng, và gói 60 điểm ạ, xin mời. Câu hỏi 10 điểm. Electron bứt khỏi kim loại khi có bức xạ điện tử thích hợp chiếu vào là hiện tượng gì? Tội âm dương. Tội âm dương. Câu trả lời của bạn chưa chính xác. Cơ hội dành cho 3 bạn còn lại ạ. Vâng, và tôi đã thấy là bạn Đình Bảo có tín hiệu ạ. Xin mời bạn. Chị là ion hóa kim loại. Ion hóa kim loại ạ. Câu trả lời của bạn không đúng ạ. Rất là buồn là bạn đã trả lời sai câu hỏi này và bạn đã bị trừ đi 5 điểm. Vâng, và đáp án của câu hỏi vừa rồi đó là hiện tượng quang điện ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2.
mưa axit và thủng tầng ozone là những biểu hiện của ô nhiễm yếu tố tự nhiên nào? Không khí. Không khí. Rất tiếc là chưa chính xác. Ba bạn còn lại vẫn có thời gian. Và không có bạn nào đăng ký trả lời câu hỏi này. Đáp án của chúng tôi là khí quyển. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi này sẽ có giá trị là 20 điểm và bạn sẽ đặt ngôi sao hy vọng ạ. Dạ. Vâng, ngôi sao hy vọng cho câu hỏi này. Đột biến nhiễm sắc thể gồm các dạng nào? Gồm có giảm số lượng nucleotic, tăng số lượng nucleotic và thay đổi vị trí của các nucleotic. Vậy là giảm số lượng nucleotic, tăng số lượng nucleotic và thay đổi thứ tự xếp của các nucleotic. Câu trả lời của bạn chưa chính xác. Cơ hội dành cho ba bạn còn lại ạ. Vâng, và xin mời bạn Đình Bảo ạ. Thưa chị, là có ba đột biến nhiễm sắc thể, nhất là lập đoạn, đảo đoạn và mất đoạn. Đáp án của chúng tôi chỉ có hai dạng thôi, chính vì vậy nên câu trả lời của bạn không chính xác. Đáp án của chương trình là đột biến cấu trúc và đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Và như vậy là ở câu trả lời vừa rồi, bạn đặt ngôi sao hy vọng. Chính vì vậy nên bạn sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Và ở câu hỏi này, nếu bạn trả lời đúng, bạn sẽ ghi được 20 điểm. Bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Bạn sẽ phải trả lời câu hỏi này bằng tiếng Anh. Hello, my name is Cassie and I'm from England. I've just come back from the country which was under colonial rule in the past. Its national hero, Mahatma Gandhi, brought independence to the country through non-violent means. But which country am I talking about? India. Ấn Độ. Bạn đã đưa ra câu trả lời ngay từ giây đầu tiên, đó là India đúng không ạ? Dạ. Yeah. Và bạn có thể dịch được câu hỏi vừa rồi không? Hình như là Mohammed Gandhi là người nước nào? Cô giáo ở trong đoạn băng vừa rồi có tâm sự là cô vừa quay trở về từ một đất nước mà ngày xưa đã phải chịu chế độ chính sách thực dân ở trong quá khứ. Và người anh hùng dân tộc đó là Mahatma Gandhi đã đem đến độc lập dân tộc mà không cần phải dùng đến những biện pháp vũ lực. Và cô đang muốn nói đến đất nước nào? Ở đây đáp án chính xác đó chính là India. Xin chúc mừng bạn đã ghi được 20 điểm của vòng thi về đích. Vâng, và bây giờ xin mời bạn về vị trí của mình. Phía trước chúng ta sẽ là phần thi về đích của bạn Vũ Đình Bảo đến từ trường Trung học phổ thông Lộc Thái, tỉnh Bình Phước. Bây giờ thì bạn Đình Bảo đang không có được một số điểm thật như ý, nhưng bạn vẫn còn 4 câu hỏi với ngôi sao hy vọng và vẫn còn những cơ hội ở phía trước. Và tôi tin rằng cho đến phần thi cuối cùng này thì bạn sẽ muốn có đôi điều nói chuyện với người bố của bạn, bác Vũ Đình Hà đang ngồi bên phía tay trái tôi đây. Vâng, chào cho bác ạ. Bác muốn nói với Đình Bảo điều gì không ạ? Bà ơi, trong đây là một cuộc thi lành mạnh. Thì trong cuộc thi thì lúc nào cũng phải có người thắng kẻ thua. Dù số điểm con ít ỏi, nhưng ba biết con rất tự tin. Nhưng có những cái điều không may mắn thì con hãy cố gắng. Đây cũng là một dịp để con tiến bước cho mai sau này. Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công. Những lời nhắn nhủ vừa rồi của bác Hà có lẽ không chỉ dành riêng cho bạn Đình Bảo mà dành cho tất cả các bạn thí sinh đã đang và sẽ tham gia chương trình Đường lên Olympia. Đây là một cuộc thi và cũng là một cuộc chơi mà ở đó các bạn được giao lưu, được gặp gỡ, được chia sẻ và có thêm những trải nghiệm hữu ích cho cuộc sống, cho những điều to tát hơn sau này trong cuộc đời của mình. Và phía trước bạn Đình Bảo đang là những câu hỏi. Xin chúc bạn thành công, rất thành công với phần thi cuối cùng này. Và bạn Vũ Đình Bảo thân mến, bây giờ đã đến lúc bạn bước lên phía trước và bạn sẽ tự mình chọn cho mình một gói câu hỏi phù hợp nhất. Xin mời bạn. Trước khi bắt đầu, tôi rất muốn được nhìn thấy nụ cười của bạn một lần nữa. Bạn cười tươi hết cỡ cho tôi nhìn ạ. Đó là hết cỡ của bạn. Vâng, bạn cũng có thể cười tươi như này mà đúng không? Chúng ta sẽ cùng để cho tâm lý của mình thật thoải mái nhé. Bạn sẽ lựa chọn cho mình gói câu hỏi là bao nhiêu điểm? Em quyết định mạo hiểm chọn gói câu hỏi 80 điểm. Vâng, một tràng pháo tay dành cho bạn Đình Bảo. Bạn đã lựa chọn cho mình gói điểm là 80 điểm ạ. Những biến đổi trong cấu trúc gen được gọi là gì? Chị là đột biến gen.
câu trả lời của bạn là đột biến gen. Một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Bạn ghi được 10 điểm đầu tiên rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Khu chế xuất nào là khu chế xuất đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam? Như thế là khu chế xuất Tân Thuận. Ở câu hỏi này, bạn sẽ giành được 20 điểm nếu như bạn đưa ra đáp án đúng. Và 20 điểm đã thuộc về bạn. Xin chúc mừng bạn với câu trả lời là khu chế xuất Tân Thuận. Em xin đặt ngôi sao hy vọng câu đó sao? Vâng, ở câu hỏi tiếp theo bạn sẽ đặt ngôi sao hy vọng. Câu hỏi tiếp theo của bạn. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 đã diễn ra ở 4 tỉnh thành nào? Như vậy là bạn Vũ Đình Bảo chưa có câu trả lời. Cơ hội dành cho ba bạn còn lại. Vâng, bạn Bảo Đạt, xin mời bạn. Câu trả lời thêm là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Dạ. Vâng, đó chính là 4 tỉnh thành được nhắc đến ạ. Và như vậy, điểm số của bạn Bảo Đạt sẽ tăng thêm 20 điểm. Xin chúc mừng bạn. Bạn Đình Bảo thân mến, như vậy là chúng ta còn một câu hỏi nữa. Bạn dạ. Hãy tự tin lên nhé. Dạ. Bạn hãy trả lời câu hỏi này bằng tiếng Anh. Hi, my name's Daniel. All my friends in Hanoi love to eat fast food. This is a traditional American fast food. It looks like a sausage, is served on a bun. You can eat it with ketchup and mustard and sometimes with a special pickled cabbage called sauerkraut. Do you know what it's called? Sandwich. Bạn trả lời câu hỏi là sandwich. Rất tiếc là đây không phải là đáp án của chương trình. Và ba bạn còn lại, thời gian cho ba bạn bắt đầu. Xin mời bạn Minh Ngọc. Theo em câu trả lời là hamburger. Hamburger. Không chính xác. Ở câu hỏi vừa rồi, thầy giáo có nhắc đến một loại thức ăn nhanh của Mỹ. Thức ăn này được phục vụ cùng với ở trong một cái bánh mì dài. Và nó nhìn giống như là xúc xích. Bạn có thể ăn cùng với ketchup hoặc là mù tạc, hoặc là bạn có thể đôi khi ăn cùng với lại món dưa cải bắp hay còn gọi là sauerkraut. Như vậy món này rất đơn giản, đó chính là hot dog. Bạn Minh Ngọc sẽ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi vừa rồi. Đó là 15 điểm ạ. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng bạn Vũ Đình Bảo đã hoàn thành phần thi về đích của mình. Trong cái nhìn của tôi thì ở trong trường quay ngày hôm nay thì các cổ động viên đến từ Hải Phòng là những cổ động viên có thể nói là nhiệt tình và cũng đông đảo nhất. Họ nổi bật với những chiếc mũ màu đỏ. Và còn cái gì nữa ngày hôm nay các bạn mang đến trường quay để cổ vũ cho bạn Ngọc Anh nhỉ? Đó là những tấm băng rôn ạ. Bạn có muốn dành những lời chúc nào dành cho Ngọc Anh không? Có một điều mà Anh không muốn em chúc, đó là chúc Anh cố lên, mà Anh chỉ muốn chúc Anh may mắn. Và trong cuộc thi ngày hôm nay thì em luôn luôn chúc Anh may mắn và luôn ủng hộ cho Anh. Và dù có kết quả có thế nào đi chăng nữa thì trong mắt mọi người và đặc biệt là trong mắt của các bạn lớp thì là Anh luôn luôn là người chiến thắng. Và có một câu mà em rất thích, hôm nay em rất muốn nói với Anh, đó là không có gì là thất bại và tất cả chỉ là thử thách. Và ngay bây giờ thì bạn Phạm Thị Ngọc Anh, xin mời bạn bước lên vị trí để chúng ta cùng bắt đầu phần thi về đích của mình. Bạn Ngọc Anh thân mến, chương trình có 3 gói điểm dành cho bạn. Vâng. 40, 60, 80 và ngôi sao hy vọng. Bạn sẽ chọn cho mình gói điểm nào? Em xin chọn gói 60 điểm ạ. Vâng, xin mời gói câu hỏi 60 điểm ạ. Câu hỏi 10 điểm. Hà Nội còn được gọi là Hà Thành, thành phố Hồ Chí Minh còn được gọi là Sài Thành. Vậy Nam Định còn được gọi là gì? Thời gian đã hết, bạn chưa có câu trả lời. Vâng, cơ hội dành cho 3 thí sinh còn lại.
Và như vậy là không có bạn nào có câu trả lời ạ. Đáp án của chương trình là Thành Nam. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Năm 1258, khi quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt, ông đã 64 tuổi nhưng vẫn khẳng khái trả lời vua: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Ông là Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ. Và đáp án của bạn hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã ghi được 10 điểm đầu tiên của phần thi về đích. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 3. Bạn có đặt ngôi sao hy vọng không? Dạ em có. Và ngôi sao hy vọng sẽ được dành cho bạn Ngọc Oanh ở câu hỏi thứ 3 này. Trong các oxit sau: SO2, SiO2, CaO, CO2, oxit nào có liên kết ion? Em thì là CaO. Và với ngôi sao hy vọng, bạn giành được 40 điểm trong câu hỏi này. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của phần thi về đích của bạn. Ở câu hỏi này, bạn hãy trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Hi, my name's Liam. My favorite bird is mainly found in the Antarctica. It's short, chubby, and black and white. It's unusual because it can swim, but it can't fly. Do you know what this bird is called? Penguin. Chim cánh cụt. Penguin chim cánh cụt. Bạn đã đưa ra câu trả lời ở ngay giây đầu tiên, đó là penguin, chim cánh cụt ạ. Vâng. Vâng, và đó cũng là loài chim có hai màu trắng và đen, chỉ có thể bơi mà không thể bay. Xin chúc mừng bạn đã dành thêm cho mình 20 điểm nữa. Đúng ạ. Bạn Ngọc Anh của chúng ta đã hoàn thành phần thi về đích của mình một cách xuất sắc. Xin chúc mừng bạn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cuối cùng. Với thí sinh cuối cùng cũng là người có số điểm cao nhất ở thời điểm hiện tại, đó là bạn Nguyễn Minh Ngọc đến từ trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi, Hà Nội. Bạn Minh Ngọc thân mến, ở thời điểm này bạn có muốn tâm sự điều gì với những người đang xem truyền hình không? Hiện tại em cảm thấy rất là thoải mái ạ. Và sẵn sàng để về đích ạ. Bạn đã sẵn sàng để về đích. Vậy thì xin mời bạn bước lên vị trí của mình. Chúng ta sẽ cùng về đích với bạn ngay bây giờ. Chúng tôi có 3 gói câu hỏi: 40, 60 và 80 cùng với ngôi sao hy vọng. Bạn sẽ chọn cho mình gói điểm bao nhiêu ạ? Em xin chọn gói câu hỏi 40 điểm. Xin mời gói câu hỏi 40 điểm. Nhà bác học nào là người đầu tiên thực hiện thí nghiệm về vật rơi tự do và bi lăn trên mặt phẳng nghiêng? Vâng, thời gian của bạn đã hết và ba bạn còn lại vẫn còn cơ hội. Vâng, tôi xin mời bạn Nguyễn Bảo Đạt. Để xem là Galileo. Đó là một đáp án chính xác. Bạn đã dành thêm cho mình 10 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi về đích số 2. Động vật thuộc lớp nào có số lượng loài phong phú nhất trong giới động vật? Lớp côn trùng. Rất tiếc là câu trả lời của bạn chưa chính xác. Và ba bạn còn lại. Bạn Nguyễn Bảo Đạt. Thì chạy thêm là lớp thú. Không đúng. Đáp án của chương trình là sâu bọ. Và như vậy thì bạn Đạt lại bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi vừa rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn có đặt cho mình ngôi sao hy vọng không? Không ạ. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Hợp chất cơ kim là hợp chất hữu cơ, trong đó nguyên tử kim loại liên kết trực tiếp với nguyên tử của nguyên tố nào ạ? Carbon. Và câu trả lời này chính xác ạ. Bạn đã dành thêm cho mình được 10 điểm. Bạn hãy bình tĩnh tự tin để đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Món ăn gì được làm từ tổ của một loài chim thường được khai thác ở các hòn đảo ngoài khơi của một số tỉnh Nam Trung Bộ ạ? Tổ yến ạ.
án của chúng tôi cũng là như vậy ạ. Xin chúc mừng bạn. Với câu hỏi vừa rồi, bạn đã giành thêm cho mình được 10 điểm. Và như vậy thì phần thi về đích của bạn Nguyễn Minh Ngọc đã được hoàn thành. Chúng ta đã được biết hôm nay ai là nhà vô địch leo núi của chương trình Đường đỉnh Olympia. Sau phần thi về đích vừa rồi, số điểm của 4 bạn thí sinh hiện nay như sau. Bạn Nguyễn Bảo Đạt đến từ trường trung học phổ thông Bình Sơn, Quảng Ngãi đạt được số điểm là 125 điểm. Xin chúc mừng bạn. Bạn Vũ Đình Bảo đến từ trường trung học phổ thông Lộc Thái, Bình Phước đã giành được số điểm là 25 điểm. Xin chúc mừng. Bạn Phạm Thị Ngọc Oanh đến từ trường trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng giành được một số điểm khá cao, 195 điểm. Chúc mừng bạn. Và chúng ta cùng gặp gỡ với người sẽ giành được vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là bạn Nguyễn Minh Ngọc đến từ trường trung học phổ thông Ngọc Hồi, Hà Nội với số điểm 220 điểm. Vâng, và bây giờ sẽ là thời khắc mà bạn Nguyễn Minh Ngọc sẽ bước lên bục vinh quang để nhận lấy vòng nguyệt quế và những giải thưởng của chương trình. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty LG Electronics Việt Nam sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng cho bạn. Và xin mời các bạn cùng chơi, cùng bước lên bục vinh quang ạ. Giải nhất, trường học của bạn sẽ nhận được một màn hình phẳng TV LG Electronics 19 inch. Và với giải nhì, bạn sẽ nhận được một đầu đĩa DVD về cho trường mình. Xin chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, hành trình lên đỉnh Olympia là một hành trình dài và có nhiều thử thách. Và để trở thành người chiến thắng, để trở thành nhà leo núi xuất sắc nhất, thì các bạn thí sinh của chúng ta phải là người bản lĩnh, có sức khỏe và có tri thức. Và ngày hôm nay, người đã phát huy được tốt nhất mọi yếu tố đó chính là bạn Nguyễn Minh Ngọc, đến từ trường trung học phổ thông Ngọc Hồi, Hà Nội. Vâng, và với tất cả những bạn thí sinh tham gia cuộc chơi ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng các bạn đều mang trong mình một cảm giác chiến thắng, cảm giác tự hào. Và xin cảm ơn các bạn đã cùng đến với chương trình. Cảm ơn tất cả những quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình Đường đỉnh Olympia tuần sau. Hiện giờ tâm lý của em là hơi hồi hộp một chút, nhưng em sẽ cố gắng để mình có thể bình tĩnh và bước vào cuộc thi và bắt đầu một cách tốt nhất ạ. Dạ, em muốn là có thể mang được vòng nguyệt quế về cho trường và chào gia đình và bạn bè. Phần thứ hai là một môn học rất là hóc khó búa luôn đấy ạ. Dạ, sau cuộc thi ngày hôm nay thì em mong muốn các bạn biết nhiều về em và có nhiều bạn càng tốt, các bạn có thể làm quen với em cũng như có thể trao đổi kiến thức học tập của em.